Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ là chẳng ai không muốn biết số mệnh của mình là tốt đẹp hay như thế nào. Làm việc gì cũng mong muốn được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn khỏe mạnh, hạnh phúc ấm êm và không cần phải lo nghĩ về tiền. Thưa quý vị, số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc mà chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy trong lục thập hoa giáp thì con giáp nào được trời định là người tốt số trời sinh đã mang mệnh phú quý trong tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần này? Chỉ cần sống chân thành thì sẽ có được phúc đáp xứng đáng, hưởng cuộc sống thật toàn thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết, cuộc sống con người chúng ta sợ nhất là gì ạ? Sợ nhất là cảnh nợ nần, túng thiếu, bệnh tật. Tuy nhiên thì mỗi người mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà mình đôi khi là không mong muốn. Trời sinh thì ai cũng có một vận mệnh riêng. Những khó khăn trong cuộc đời thì chúng tôi tin rằng đó cũng chỉ là những thử thách mà chúng ta bắt buộc phải vượt qua. Tử vi số mệnh trong tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần này sẽ có những mệnh chủ là số hưởng, mặc dù có số buôn ba vất vả và thậm chí là còn nợ nần túng thiếu trong năm 2021 Tân Sửu, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 3 âm lịch này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có rất nhiều những quý nhân phù trợ, vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát chúng ta đi tìm hiểu nội dung chi tiết và nắm rõ vận trình của mình quý vị nhé. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, mệnh Lưu Trung Hỏa, sống phóng khoáng, độ lượng, khoan dung, hiền hậu với người. Họ thông minh, linh hoạt, làm việc nghiêm túc và có tố chất lãnh đạo. Người này có tư duy sáng tạo, cái nhìn độc đáo, biết dùng người tài. Tuy nhiên, do mang trong mình lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, lại luôn thích là người chỉ huy, cho nên Đinh Mão sinh năm 1987 khiến người khác có ấn tượng khá kiêu căng, tự đại. Ngoài ra, theo phong thủy lộc tài, họ còn có sở thích sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để giúp cho bản thân đạt được mục tiêu, nên có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy áp lực, nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ rõ rằng mình là người lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ kinh nghiệm của người đi trước, rất nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Trong tháng này, tử vi của người tuổi Đinh Mão rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định. Đặc biệt là nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình, lừa tiền mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh ở nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người ăn nói giỏi, dù gặp bất cứ công việc nào cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình, dễ chịu thiệt thòi. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp giáp dương mộc nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Đinh Mão trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này là tháng khá khó khăn đối với mệnh chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý. Trong tháng, khối lượng công việc tăng, xung đột, mâu thuẫn với lãnh đạo ngày càng nhiều. Sự nghiệp của tuổi Đinh Mão khó phát triển như ý muốn, khó được cất nhắc. Vì quá tự tin, thành ra kiêu ngạo, không chịu nghe ý kiến phân tích của bất cứ ai. Trong cuộc tranh luận với cấp trên, dù bạn là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần phải chú ý cách diễn đạt, chớ nên nói những lời khó nghe, bởi làm mất lòng người lãnh đạo thì bạn sẽ càng khó đạt được điều mà mình mong muốn. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, chớ tỏ ra mình là người có vị thế cao hơn, điều đó có thể làm cho mọi người cảm thấy chướng tai gai mắt và không muốn giúp đỡ bạn nếu bạn gặp khó khăn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi, tình hình tài chính không được dư giả, thậm chí là bạn và anh chị em trong nhà dễ xảy ra tranh chấp trong việc phân chia tài sản, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Hãy có cách xử lý khéo léo việc này để mọi việc không đến mức đi quá xa. Trong đầu tư kinh doanh, chớ vội tin theo lời rủ rê của người quen đã lâu không liên lạc. Việc đầu tư kinh doanh không hề đơn giản, nhất là với những người chưa có kinh nghiệm. Do công việc không thuận lợi nên tiền không đủ dùng. Nếu bạn thiếu tiền, tốt nhất nên nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc bạn bè thay vì chọn một khoản vay, bởi có thể khiến bạn bị lừa đảo. Bạn nên lên kế hoạch cho tháng sau để tăng thu nhập, duy trì tài chính. Cần phải thận trọng, không hành động bốc đồng. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho chính mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của tuổi Đinh Mão theo tử vi tháng 3 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Mệnh chủ Đinh Mão thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Các quý gia chủ Đinh Mão có khả năng mắc bệnh liên quan tim mạch nên phải hết sức đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi u uất không nên qua lại nhiều, tránh bị ức chế, tránh những chuyện vô bổ. Phải khám sức khỏe định kỳ thường xuyên hơn, và hơn nữa nên tập luyện thể dục, ăn uống và có chế độ tốt, điều dưỡng cơ thể. Các quý gia chủ tuổi Đinh Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Vợ chồng của người tuổi Đinh Mão thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn xung khắc, nếu không có cách hòa giải khéo léo thì tình cảm đôi bên dễ rạn nứt. Đôi bên đều cần phải nhường nhịn và bao dung đối phương nhiều hơn, không nên ép buộc đối phương phải nghe theo ý kiến của mình. Và đặc biệt, có vấn đề gì xảy ra, đôi bên phải bình tĩnh trao đổi để cùng đi đến ý kiến thống nhất. Người còn độc thân cần chủ động hơn trong việc theo đuổi tình yêu của đời mình. Nếu bạn vẫn còn tiếp tục chần chừ do dự thì rất có thể người mà bạn thầm yêu mến sẽ đến với người khác. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 3 năm 2022, tức ngày 2 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 3 năm 2022, tức ngày 14 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 3 năm 2022, tức ngày 26 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 3 năm 2022, tức ngày 3 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 3 năm 2022, tức ngày 15 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 3 năm 2022, tức ngày 27 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ bạn tiến hành trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, và để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng với số điện thoại. Anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được một tháng 3 âm lịch may mắn, thành công với những bước đi vững chắc trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Dưỡng Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.